Anh nhìn thấy chưa? Nhóc người đó, thấy không? Trời, cái đó như mày ha. Cái trường gà của tao nó hay kêu mày là mày làm với tao đó, giờ tới năm nay mày biết là gì? Em làm canh dữ lắm luôn. Trời, nó nghe này, dán đi, dán cái mùa Tết rồi đi. Khách vô nhiều nhiều đồng đọt đi. Anh cho tiền ăn Tết. Chúc có mấy thằng fan em qua nữa. Các cái người vừa qua thì banh ra, các cái người qua thằng banh. Tặng mấy thằng fan không? Hay ha? Ừ. Ê, cái qua đường lên anh cho tiền cặp hơi nhiều hơn. Ừ, vô quá trời, trời. Mà sao bảy quá trời. Lụm bạc. Cứ việc vô kêu mà nó phúng vô đâu, phúng nhiều vô đâu. Ờ vậy em đi vô ông chị nha. Ờ đi đi. Tháng này là măng được ba, gần Tết là măng được à. Anh Nhất. Cái gì mày? Có khách kiếm anh kìa. Mày ghê chưa? Cái trường gà ta lúc nào là cũng đông chứ. Mày đây được coi đàng hoàng nha. Ta đi ra ngoài kiếm khách ngay. Có gì anh Nhật kêu em nha. Em đem coi cho. Chết mẹ ơi. Cái gì Nhất? Trời ơi trời. Bây giờ chú ba công an ở xã ông Lợi kìa. Bây giờ tôi ra ngoài coi kỹ càng đàng hoàng. Chứ này tao búng tay cho nhẹ là ra giấu là về kêu nó dẹp liền cho tao nha. Ừ, thôi giờ dẹp dưới đi. Để tao vô tao coi cái tình hình như sao vậy. Anh xử lý nha. Rồi để tao. Anh ba, bữa nay anh lại em có gì không anh ba? Tôi nghe bà con ở đây nói là anh ở đây là anh chứa chấp rất là nhiều cái tệ nạn xã hội không? Anh ba nói sao anh ba? Em đây em làm ăn lương thiện đàng hoàng anh ba. Trời ơi, em còn giúp đỡ cho những người mà không có công ăn việc làm mà vô em còn trả tiền cái hàng tháng luôn mà. Em chuyên gia làm từ thiện đó, ai nói em chỉ được em giả tác biển này đó. Đừng có đụng bậy bạ em mà. Ở đây thì gia đình của em gia đình văn hóa đàng hoàng à. Thiệt không á ông? Thiệt không? Em nói thiệt với anh ba là yên tâm, gia đình của em là làm không có gì mà dính vô pháp luật chứ. Chú Nhật, nay ghi dân số rồi. Ủa nào vậy? Cái cây. Ủa gì? Ủa đó số gì vậy Nhật? À thằng cháu á, nó đi học á, số con lạc á, thì đem về cho tôi ký điểm cho nó đó. Tôi thấy nghi lắm rồi đó nha. Anh Nhật coi. Không đồ trời lấy gì lấy ra công chuyện. Ủa nào vậy? Anh Nhật ơi, em đi trước nha. Trời chết. Gọi gì á, đem nó làm gì á Nhật? À trời ơi, anh biết sao không? Bữa nay nhà đám giỗ, đem chén dĩa ra sau này để đám giỗ. Cũng một cố nội vậy. Anh Nhật ơi, chết rồi. Bể hết trơn anh ơi. Rồi rồi. Ủa cái gì nữa vậy anh Nhật? Xong rồi. À chắc nó nhậu nhạt gì đám giỗ ngoài sao quay lên nó làm sụm gì. Nghe gì ông sụm quá vậy? Ông dẫn luôn hả? Đám giỗ gì mà tiếng gà với tiếng đông người ngoài. Tiếng này ông đi hơi lâu rồi đó. Chết mẹ à, trời này, cái mấy này nó báo dữ vậy trời. Ê trời, mới đi mới về thì năm nay chắc đi nữa quá. Không biết chừng nào mới ra nữa, nó báo dữ vậy trời.